Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, qua theo dõi từ thiết bị giám sát hành trình, Sở Giao thông Vận tải đã ra quyết định thu hồi phù hiệu đối với 125 xe ô tô kinh doanh vận tải của 32 đơn vị cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị có phương tiện vi phạm nộp lại phù hiệu, chấn chỉnh hoạt động của đội ngũ lái xe, bộ phận theo dõi an toàn giao thông, giao các đơn vị trực thuộc theo dõi, giám sát chặt chẽ việc chấp hành xử lý vi phạm theo quy định về thời gian thu hồi phù hiệu, biển hiệu, cụ thể trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký xử phạt, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại phù hiệu, biển hiệu. Sở Giao thông Vận tải không cấp lại phù hiệu, biển hiệu trong thời gian từ 30 đến 60 ngày. Người trong ô tô con mở cửa xe bất cẩn khiến một phụ nữ điều khiển xe máy đi cùng chiều đâm vào cánh cửa, ngã ra đường và bị xe khác đi tới cán qua người. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn giao thông do tài xế lái ô tô quá chủ quan đã gây hậu quả nghiêm trọng. Theo camera hành trình ghi lại, khi chiếc ô tô con dừng, người bên trong xe mở cửa không chú ý quan sát đã mở cửa xe. Cùng lúc, một chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển phía sau chở theo một cháu bé đi tới đã va chạm vào cánh cửa ô tô. Vụ việc khiến hai người đi trên xe máy ngã ra đường. Sau đó, một ô tô khách phía sau đã tới cán qua người phụ nữ điều khiển xe máy khiến người này tử vong. Sau khi được chia sẻ, đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận, trong đó đa số các ý kiến lên án người trên ô tô mở cửa bất cẩn, thiếu quan sát, gây tai nạn cho người đi xe máy là sai. Việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử dụng rượu bia chính là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Hành vi này sẽ bị xử phạt rất nặng theo pháp luật hiện hành. Thực trạng người tham gia giao thông đã chuyển biến nhận thức không uống rượu bia khi lái xe, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều tài xế uống rượu bia khi lái xe. Từ đầu năm đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Cảnh sát Giao thông, Công an các đơn vị địa phương bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Đây là phương tiện vụ tai nạn giao thông mới xảy ra do tài xế được xác định trong cơ thể có nồng độ cồn và chất ma túy. Tài xế do trong cơ thể có nồng độ cồn, buồn ngủ, mất kiểm soát đã đâm xe vào nhà dân. Còn đây là những phương tiện được tạm giữ để điều tra, trong đó có nhiều phương tiện người điều khiển có sử dụng rượu bia. Đặc điểm tình hình trên tuyến quốc lộ 5 rất là nhiều khu công nghiệp, trong đó tập trung rất nhiều công nhân và đa số cái lượng công nhân này đều có quê quán thì ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Do đó thì tình trạng người điều khiển phương tiện xe mô tô là công nhân của các công ty trong khu công nghiệp vi phạm về nồng độ cồn. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tiến hành triển khai các biện pháp đồng bộ và tăng cường lực lượng cũng như là phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để tiến hành xử lý đối với các hành vi vi phạm. Trên tuyến quốc lộ 5, đội cảnh sát giao thông số 1 công an tỉnh qua gần 3 tháng thực hiện đầu năm đã phát hiện trên 600 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 626 trường hợp, phạt tiền trên 1 tỷ đồng. Trong đó có 143 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua kiểm soát thực tế, người điều khiển phương tiện cũng đã nhận thức được về nguy hiểm của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông. Chấp hành đầy đủ, biết là tham gia giao thông nên lái xe là rượu bia là không được sử dụng rồi. Đối với tôi thì tôi đã lái xe thì không uống rượu bia, tránh gây tai nạn giao thông cho mọi người. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do việc lái xe thiếu quan sát, còn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, gây bức xúc trong nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ, giám đốc quan tỉnh thì chúng tôi nghiêm túc thực hiện triển khai cái phương án 70 của Bộ Công an, sử dụng app của cảnh sát giao thông, ứng dụng công nghệ vào cái công tác kiểm soát các cái phương tiện cũng như hành vi vi phạm để đảm bảo kiểm soát toàn bộ các cái phương tiện giao thông trên quốc lộ 5 và phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 4.577 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, lập biên bản xử phạt trên 14 tỷ đồng, trong đó có trên 1.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Sau khi Nghị định 100/2019 EDCP với mức phạt hành chính đối với vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông tăng cao kịch trần, phần lớn người dân đã có ý thức biết từ chối rượu bia
trên bàn tiệc. Việc cấm lái xe khi trong máu có nồng độ cồn dù thấp là một biện pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia gây ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả khi nồng độ cồn trong máu chỉ ở mức thấp, người lái xe vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực của cồn dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.